Xin chào các bạn, mình là Tuấn từ website nghecongso.com và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một công cụ giúp bạn tạo các infographic như thế này chỉ trong vài giây bằng AI, cho phép bạn biến mọi ý tưởng thành sản phẩm thiết kế chuyên nghiệp. Bạn cũng sẽ không cần kinh nghiệm về thiết kế và bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những visual đẹp mắt và thu hút. Hãy cùng nhau khám phá, xem cách sử dụng công cụ này nhé! Đầu tiên, các bạn cần truy cập vào website của PictoChart và đăng ký một tài khoản. Các bạn có thể đăng ký bằng Google hoặc email. Sau khi đăng nhập, tìm đến mục PictoChart AI trên thanh điều hướng bên trái hoặc đi đến Infographics rồi chọn AI Generator. Để tạo một infographic, bạn chỉ cần nhập chủ đề bạn quan tâm vào, ví dụ như Top 9 Benefits of Adopting a Vegetarian Diet. Nhấn Generate và chỉ trong vài giây, các mẫu thiết kế sẽ hiện ra. Công cụ này tạo ra cho chúng ta nhiều mẫu khác nhau để có thể lựa chọn. Các bạn có thể chọn một mẫu ưng ý để bắt đầu chỉnh sửa. Ví dụ, mình sẽ chọn mẫu này. Trong phần chỉnh sửa, các bạn có thể điều chỉnh văn bản, hình ảnh và màu sắc để phù hợp với nội dung và thiết kế bạn mong muốn. Các mẫu này rất dễ tùy chỉnh, từ màu sắc, font chữ, cho đến việc thêm hình ảnh và biểu tượng. Nhìn khá giống công cụ Canva. Trong mục Graphics, bạn có thể thêm các icon, illustrations, prey, 3D hoặc hình ảnh. Ví dụ mình điều chỉnh title này thành Top 9 Benefits of Vegetarian Diet. Bạn có thể format chữ giống như trong Word. Mình có thể thêm icon vào. Ví dụ, mình muốn thay đổi hình ảnh này. Mình có thể tìm kiếm hình ảnh như từ khóa Vegetarian Food, chọn hình ảnh và chỉ cần đưa vào nơi bạn muốn. Trong mục Text, bạn cũng có thể thêm các nội dung và chỉnh sửa dễ dàng. Trong mục Design Components, mình có thể thêm các thành phần bạn mong muốn, ví dụ mình để contact trong mục footer chẳng hạn. Bạn chỉ cần kéo thành phần bạn muốn vào trang thiết kế và chỉnh sửa. Mục color, bạn có thể chọn các tone màu có sẵn cho thiết kế này, hoặc chọn theo thương hiệu của bạn. Trong mục Charts, bạn có thể chèn các biểu đồ để diễn đạt cho infographic này. Khi bạn chọn biểu đồ và kéo vào, một khung dữ liệu sẽ hiển thị để bạn có thể điều chỉnh các tiêu đề và số liệu. Bạn cũng có thể upload file dữ liệu của mình lên, hoặc cũng có thể liên kết file ở Google Sheets. Trong mục Maps, bạn có thể chèn bản đồ một quốc gia ở phần Countries vào, hoặc cũng có thể chèn bản đồ khu vực như thế giới, châu Á, châu Âu ở phần Regions. Trong phần My Files, bạn có thể upload các file lên để sử dụng. Ok, sau khi bạn đã chỉnh sửa ưng ý và hoàn thành thiết kế, các bạn chỉ cần tải xuống infographic dưới dạng PNG hoặc PDF. Bạn cũng có thể chọn chất lượng hình ảnh ở mức bình thường, trung bình hoặc cao, phù hợp cho các mục đích sử dụng khác nhau. Có thể là đăng trên website, fanpage hoặc trong các chiến dịch marketing. Vậy là chỉ với vài bước đơn giản,
các bạn đã có thể tạo ra những infographic chuyên nghiệp mà không cần đến kỹ năng đồ họa chuyên sâu. Hy vọng công cụ này sẽ hỗ trợ các bạn nhiều trong việc truyền tải thông tin. Một phút quảng cáo. Nếu bạn đang tìm kiếm khóa AI về tạo hình ảnh, làm video để xây kênh hoặc giải quyết theo case study của bạn, thì có thể tham khảo khóa AI của mình ở phần mô tả của video nhé. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhớ subscribe kênh, follow Facebook của Tuấn, cũng như cập nhật các bài viết, video mới tại website nghecongso.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.